Quý vị thân mến, trong chuỗi video nhà đang rao bán, Bất Động Sản Tiềm Năng muốn giới thiệu đến quý vị một căn nhà tại trung tâm tài chính quận 1. Thuộc vị trí trung tâm của quận 1, căn nhà chào bán ngày hôm nay của chúng ta vị trí tại mặt tiền tuyến đường Hồ Tùng Mậu thuộc phường Bến Nghé, quận 1. Và điều đặc biệt hơn là đối diện căn nhà chào bán là tòa tháp Bitexco. Nơi đây là trung tâm thương mại và các công ty thuê mặt bằng hoạt động kinh doanh trong tòa tháp. Tòa tháp này cũng có các hoạt động giải trí, du lịch ẩm thực cho du khách quốc tế. Căn nhà giao bán có diện tích đất được công nhận là 149,5m², trong đó chiều ngang mặt trước của căn nhà là 4,1m và chiều dài là 36m. Đây là căn nhà có khung đất khá dài và rộng rãi, thích hợp cho quý nhà đầu tư mua về xây mới làm khách sạn hoặc mở cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố và có đông du khách quốc tế. Căn nhà mặt tiền chào bán có kết cấu là 4 tầng lầu và tổng diện tích sàn của căn nhà này là 436m². Hiện trạng là nhà trống với tính pháp lý sổ hồng cá nhân, sẵn sàng giao dịch mua bán sang tên ngay lập tức. Giá bán tại thời điểm hiện tại là 83 tỷ. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy hướng vào màn hình để xem các góc máy quay bên ngoài và xung quanh vị trí mà Bất Động Sản đang chào bán, để các nhà đầu tư có đầy đủ góc nhìn hơn về vị trí Bất Động Sản đang rao bán. Di chuyển từ đường Hàm Nghi vào tuyến đường Hồ Tùng Mậu, ở bên tay phải của chúng ta là tòa tháp Bitexco, còn bên tay trái là căn nhà đang chào bán ngày hôm nay với địa chỉ là số 53 Hồ Tùng Mậu. Mình sẽ di chuyển góc máy quay trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu cho các nhà đầu tư có thể là xem được nhà cửa đường xá lưu thông như thế nào qua tuyến phố này. Từ vị trí căn nhà chào bán, di chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ đúng tầm khoảng chừng là 200m. Đây là một vị trí nổi tiếng tại phố đi bộ và hầu hết là trên tuyến đường này rất đông du khách quốc tế. Căn nhà rất thích hợp để đầu tư đập lại xây dựng thành khách sạn cũng như là nhà hàng. Khu vực này thì được xây cao. Theo thiết kế thì khu vực này xây được đến từ 7 đến 8 tầng, có hầm và chiều dài của căn nhà này là 36m và chiều ngang là 4,1m. Và video xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Phước Sử Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.